Chào mọi người nha. Rồi hôm nay mọi người là đến với một cái cuộc sống vội vàng ở bên Mỹ nha mấy bạn. Hôm nay vô tình cũng lướt TikTok, thấy ở bên Việt Nam á, là người tài xế mà lái xe khách mà trên đường cao tốc á, là có một vị khách, một đứa em gái gì đó là mắc ỉ ở trên xe khách nha mấy bạn. Mà bên cao tốc ở Việt Nam á, là không có được dừng, không có được dừng để đi ỉ nha mấy bạn. Cho nên là cũng nghe đâu là, thấy đâu là cái người em gái đó là cũng kêu, gọi điện kêu giang hồ lúc mà dừng xe lại đó, là người tài xế là bên Việt Nam á, là cũng bị đánh băm dập vì cái tội mà không có cho em gái đó dừng xuống đi ỉ nha mấy bạn. Chứ bên Mỹ bây giờ nó hiện đại lắm, mấy bạn đi xe gì á, là xe khách hay là xe gì đó là không biết, hay là đi máy bay, khi mấy bạn mắc ỉ á, là phía đằng sau đây nè, phía đằng sau đây nha mấy bạn, là nó sẽ có cái toilet cho mấy bạn đi ỉ nha mấy bạn. Cho nên là mấy bạn đi cao tốc bên Mỹ, mấy bạn không có sợ mắc ỉ nha mấy bạn. Với lại là mình đi cái xe du lịch này nè, như là mình phải chuẩn bị sẵn một cái bô mà mình để đằng sau này nha mấy bạn. Khi mình mắc ỉ á, là mình cũng trên cao tốc này kia, mình cũng ngồi leo ra phía đằng sau này rồi mình ỉ nha mấy bạn. Là mình không có sợ mà đi trên cao tốc là mình không có được ỉ đâu nha mấy bạn. Rồi chào mấy bạn, rồi mình về nhà mình ỉ đây mấy bạn. Chào mấy bạn.